em nằm xuống là vợ em massage cho em. Được rồi nhỉ. Yeah. Thôi bị xịn luôn. Đẳng cấp luôn. Đúng không? Cái gì đấy? Hello Vin. Hi, hello, hello, long time no see. Là cái gì? Long time no see. Long time no see là cái gì? Nói tiếng Việt đi. Việt sao? Rồi, rồi, rồi. Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam? Speak Việt Nam. Ok, xin chào. Xin chào. Xin chào. Mọi người có lên. Ok, let's go. You want? Đúng rồi, có thể ít năm, có ai có thể ít năm không? Để đến khoảng độ 30 giây cuối. 30 giây cuối nó vụt. Ông Úp á, sợ gì? Ông Úp thì nhà mình cũng đông này, bấm tay thoải mái. Ít năm mọi người đừng có thả hoa hồng nhé mọi người. Ít năm thả hoa hồng mất hết ít năm. Ôi nhà có số rồi. Được ấy. Úi dồi ôi, nó đưa. Ôi chị ơi này. Ôi trời ơi, nó đùa bà Thư ơi. Bà Thư à, động cơ gì? Hụt rồi. Mấy giờ rồi? Ok. Hụt rồi hả? Này con hỏi hụt rồi hả? Nói đùa, em chán chị thật đấy. Này con hỏi hụt rồi hả? Đúng rồi, mình chơi ít năm mọi người ạ. Mình chơi ít năm thì chơi gì khai? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Có vừa. Có. Có cái gì? Good. Giúp vợ này là good. Có. To quá à? Có nước. À. Đây một tí. Một trận duy nhất à mọi người nhớ nhá. Mọi người 10 giờ 10 mọi người sang bấm tay giúp cách cho mọi người. Đâu à? Thấy đâu không? Mình không thấy đâu luôn. Cảm ơn chị Tuyết Sơn. Nên vợ nhìn này lẹ.